Cuộc sống thảnh thơi đáng ghen tị của Ngân Khánh sau khi bỏ showbiz lấy chồng đại gia. Theo chồng bỏ showbiz, Ngân Khánh có một cuộc sống đúng nghĩa hạnh phúc. Đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, Ngân Khánh bất ngờ thông báo kết hôn cùng doanh nhân Thiếu Quân vào năm 2015. Sau đó người đẹp quyết định đi du học tại Singapore 2 năm. Đến 2017, công chúng mới thấy Ngân Khánh xuất hiện trên truyền thông khi đến dự đám cưới của bạn thân Lê Phương. Từ khi kết hôn cùng ông xã doanh nhân, Ngân Khánh cho biết cô chưa bao giờ cảm thấy buồn. Tuy nhiên đến nay đã được 3 năm nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa từng thông báo tin vui có em bé đến với công chúng. Ngân Khánh từng chia sẻ vợ chồng cô muốn để mọi thứ tự nhiên, nếu có con cô sẵn lòng bỏ dở việc học để hạ sinh. Không còn là người nổi tiếng, Ngân Khánh có một cuộc sống thảnh thơi đúng nghĩa. Cô có thể tự do trải nghiệm những điều mình ao ước. Được ông xã chiều hết mực nên nữ diễn viên không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngân Khánh thường xuyên đi du lịch tận hưởng cuộc sống riêng. Thỉnh thoảng nữ diễn viên cũng nhận đóng quảng cáo chụp ảnh tại Việt Nam. Căn hộ cao cấp có view tuyệt đẹp của gia đình Ngân Khánh. Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây sốt với vẻ mặn mà sau 2 tháng sinh con. Sau 2 tháng hạ sinh tiểu công chúa, gương mặt của Đặng Thu Thảo vẫn không hề thay đổi so với thời con gái. Thậm chí nhiều bình luận cho rằng vẻ đẹp của cô còn mặn mà hơn xưa. Cách đây ít phút, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải bức ảnh chân dung trên Instagram và gây sự chú ý. Đây là lần đầu tiên cô khoe cận cảnh gương mặt của mình sau 2 tháng hạ sinh tiểu công chúa cho doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Đặng Thu Thảo lần đầu khoe gương mặt sau 2 tháng sinh con. Cận cảnh nhan sắc trẻ trung gây thương nhớ của bà mẹ một con. Mặc dù đã là mẹ một con, song hình ảnh cho thấy gương mặt của Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn không có gì thay đổi so với thời con gái. Không những được bảo toàn nhan sắc, cô thậm chí còn được khen mặn mà hơn xưa. Phía dưới bức ảnh của Hoa hậu là hàng dài bình luận khen ngợi nhan sắc thanh xuân, chỉ còn mặn mà hơn lúc chưa sinh nữa đấy, người đẹp không tuổi. Một người hâm mộ trầm trồ, ý kiến khác cũng không tiếc lời khen ngợi, tuyệt sắc giai nhân, người đẹp nhất từng thấy. Dân mạng trầm trồ trước nhan sắc của cụ Hoa hậu Việt Nam. Cách đó ít giờ, doanh nhân Lê Đăng Khoa, một người bạn thân của Đặng Thu Thảo, cũng chia sẻ bức ảnh chụp cô trên mạng xã hội. Một lần nữa, vẻ đẹp thuần khiết, mong manh của gái một con họ Đặng lại khiến người hâm mộ phát sốt. Bức ảnh do bạn thân của Đặng Thu Thảo đăng tải. Hồi đầu tháng 5, Thu Thảo cũng chia sẻ bức ảnh khoe vóc dáng thon gọn. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì cô lấy lại vóc dáng quá thần tốc sau sinh. Trước đó, thông tin Đặng Thu Thảo hạ sinh con đầu lòng vào ngày 20 tháng 3 gây sự chú ý cho người hâm mộ. Đây là trái ngọt hôn nhân đầu tiên của mỹ nhân Bạc Liêu với doanh nhân Nguyễn Trung Tính. Theo tiết lộ của người bạn thân thiết với gia đình Đặng Thu Thảo, con đầu lòng của Hoa hậu là một tiểu công chúa. Sinh nở mẹ tròn con vuông, Hoa hậu cùng con gái xuất hiện về nhà chỉ khoảng 3 ngày sau đó. Gặp được thần tượng Ngọc Huyền, Trấn Thành sung sướng cười banh họng nhưng vẫn không quên quay sang trêu Việt Hương. Lần đầu tiên được gặp thần tượng, nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền, Trấn Thành không giấu được niềm vui sướng của mình. Trong đoạn clip do Trấn Thành đăng tải lên mạng xã hội vào tối 19 tháng 5, nam MC không giấu được sự sung sướng khi lần đầu tiên được gặp thần tượng nghệ sĩ Ngọc Huyền. Bên cạnh đó, Trấn Thành còn trổ tài hát một câu Trong lá rầu xanh theo cách hát của Ngọc Huyền. Nữ nghệ sĩ cải lương đã dành lời khen cho anh khi hát rất giống cô. Chia sẻ về lần đầu gặp Trấn Thành, Ngọc Huyền cho biết Ngọc Huyền rất yêu Trấn Thành trong những show mà em làm MC, hài và biết Thành qua mẹ Thanh Tuyền. Hồi đó, Huyền định cư ở Mỹ không dám coi băng Việt Nam vì sợ coi rồi nhớ nghề, rồi bay về bỏ chồng bỏ con ở bển thì ai lo. Mẹ Thanh Tuyền thì rất hay xem, về đây còn mời Trấn Thành làm MC trong live show của mẹ. Sau khi lời chia sẻ của Ngọc Huyền, Trấn Thành càng tỏ ra phấn khích khi biết được cô cũng rất yêu quý mình. Ngay sau đó anh cũng không quên quay sang trêu chọc đàn chị Việt Hương trước màn hóa trang lồng lộn, lấn át khách mời của nữ danh hài. Việt Hương bị Trấn Thành trêu chọc vì màn hóa trang của mình. Trấn Thành cười hết cỡ khi trò chuyện cùng thần tượng Ngọc Huyền. Trang Trần lại nổi điên với Miko Lan Trinh, em vào showbiz mà vẫn còn trinh. Chị thì thẳng thắn lắm, sợ thẳng toẹt ra là em lại buồn ăn ngang. Mà một khi em thích gọi đích danh tên chị, thì chị lại gọi thẳng quá khứ đội mồ nha em, Trang Trần đanh thép. Mới đây, trong cuộc livestream của Trang Trần gây chú ý,
khi bàn tới scandal gạ tình đồng nghiệp của ca sĩ Phạm Anh Khoa sau khi phân định đúng sai về hai nhân vật trong cuộc là Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch. Cụ chân dài bất ngờ công khai sự thật về làng giải trí. Xin lỗi, cái showbiz này thối lắm, không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu. Ngay sau đó, phát ngôn không ai vào showbiz mà còn trinh của Trang Trần đã gây ra tranh cãi, cho rằng đàn chị vơ đũa cả nắm, MC, kim ca sĩ Miko Lan Trinh đã viết một status lên trang cá nhân để phản biện. Cô không ngại tác tên luôn Trang Trần vào. Miko Lan Trinh công khai phản biện trên trang cá nhân. Chị Trang Trần, em tuyên bố với chị luôn là em hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz chị nhé. Ngây thơ đến mãi nửa thập kỷ trước chị à, em chắc chắn có nhiều bạn nữ dù đã trưởng thành nhưng vẫn khó lòng bảo vệ được mình vì nhiều lý do. Và bởi vì những lý do đó mà họ cũng không dám lên tiếng về sau. Không phải ai cũng mạnh mẽ như chị. Có rất nhiều cô gái bề ngoài nhìn cứng rắn nhưng thần kinh có thể không được thép, có thể bị điều khiển, bị đe dọa, bị trấn áp. Và đúng như dự đoán của nhiều người, cụ người mẫu đã đáp trả đầy gay gắt khi bị Miko Lan Trinh chỉ mặt điểm tên. Ngay phía dưới dòng trạng thái của đàn em, Trang Trần để lại những bình luận dằn mặt. Hai bên tranh luận qua lại không tiếc lời. Nhắc luôn cho em nhớ, chị sống không thảo mai giả tạo được đâu. Em như thế nào em rành nhất rồi. Tốt nhất là đừng bới bèo ra bọ, không là chắc chị đào sâu nhé Trinh, Trang Trần cảnh cáo. Cho rằng mình không sai khi phản lại phát ngôn trinh tiết của đàn chị, Lan Trinh đáp trả. Câu nói của em có gì sai đâu chế, em vào showbiz hoàn toàn trong sáng. Chị có bới cũng canh thời gian nè, em không ngại chị bới. Chỉ mong chị chính xác tí, còn tất nhiên, em sao em biết mà. Đến lượt Trang Trần nói tiếp, chị đâu nói em sai, showbiz như thế nào, em rành y chị. Chị sợ mấy em luôn tỏ ra ngây thơ trong sáng mà hôi lắm. Tốt nhất tập cách nghe cho kỹ và cách nhớ thật rõ mình như thế nào. Đơn giản những thứ em va chạm trải qua, em nghĩ chỉ em biết, nhưng những người khác họ đều biết, có chăng nói hay không. Chị thì thẳng thắn lắm, sợ thẳng toẹt ra là em lại buồn à ngang. Mà một khi em thích gọi đích danh tên chị thì chị lại gọi thẳng quá khứ đội mồ nha em. Chị không thích mang thêm tiếng ác. Tốt nhất em còn trinh em biết, em tự kiểm chứng cho bản thân mình. Ai thanh cao thơm tho cứ tự ra xem có bốc mùi không biết liền. Tranh cãi tay đôi giữa Trang Trần và Miko Lan Trinh. Tiếp đó Miko Lan Trinh khẳng định với đàn chị, thế nào là hôi à, em có những trải nghiệm va vấp và những bài học kinh nghiệm cho riêng mình. Em bây giờ không hề cố tỏ ra thanh cao, không ngây thơ nhưng cũng còn lâu mới hôi. Phúng thẳng tính không sợ ai, Trang Trần đáp lại. Thì em cứ tự biết đi, chứ em cứ phải dãy dụ lên làm gì cho mệt vậy. Em không đồng tình và cần chứng minh trinh tiết à, chị không có nhu cầu biết và cũng không biết của em còn hay mất, ok. Nhiều cô gái cứ phải nói mình còn trinh trong thời loạn này chi vậy, muốn bán hay tỏ ra mình thanh lịch. Thế thì nên đi thi cuộc thi Hoa hậu còn trinh em nhé. Tập nghe cho hết clip để hiểu ý chốt là gì, chưa hiểu nghe lại. Cuộc tranh cãi khép lại khi Lan Trinh khẳng định, cái đó đúng đồng ý, mà lâu lâu tắt tên chị ra để trao đổi quan điểm cũng được mà, có gì mà chị la bài bãi. Miko Lan Trinh khẳng định mình hoàn toàn còn trinh khi vào showbiz Việt. Trường Giang cầu xin khán giả sau khi bị ném chai, đừng quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình. Danh hài đã cầu xin khán giả đừng ném các vật thể lạ lên sân khấu cùng lời tâm sự. Đời em từ hôm nọ bị quăng ném nhiều lắm rồi. Tối 19 tháng 5, Trường Giang tham gia biểu diễn hội chợ Quy Nhơn. Theo như đoạn clip được khán giả quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, khi vừa lên sân khấu giao lưu với khán giả, Trường Giang phát hiện nhiều chai nước bị ném lên sân khấu. Đối diện tình huống bất ngờ này, Trường Giang lập tức hỏi, ai vừa trò lên đây vậy? Sau đó danh hài gửi lời cầu xin đến với khán giả. Thôi đừng có quăng nữa nha, đời em từ hôm nọ đến giờ nhiều người quăng lắm rồi. Mình thích thì mình coi, mà mình không thích mong anh chị cũng ráng coi nha. Các anh chị quăng trúng đầu em thì tội em lắm, em còn làm việc cho gia đình. Trường Giang bị chọi chai khi diễn ở Quy Nhơn, anh cầu xin khán giả đừng ném đồ lên sân khấu. Ở sân khấu nhiều khán giả nhí lắm, mọi người thương em đừng chọi nữa, chúng mấy bé thì tội lắm. Ghét em thì em biết rồi, nhưng xin đừng chọi nữa, anh nói thêm. Trường Giang còn nói đùa sẽ đứng cạnh nhân viên an ninh suốt buổi biểu diễn để được đảm bảo an toàn. Đêm diễn của Trường Giang tại Quy Nhơn còn gián đoạn khoảng vài phút sau khi danh hài phát hiện có hai bé khóc nức nở vì lạc cha mẹ. Cũng trong đoạn clip được fan quay lại, Mười Khó chủ động xin tạm dừng chương trình để nhờ ban tổ chức giúp các bé tìm người thân cùng lời hứa sẵn sàng ở lại Quy Nhơn diễn đến hết đêm.
Trường Giang còn dừng chương trình biểu diễn khoảng vài phút để tìm cho mẹ cho hai bé, khóc sợ vì lạc người thân. Khán giả đợi em chút xíu được không? Em cố tìm người thân cho các bé đã. Không thể để các bé khóc sợ mãi như thế này được. Trường Giang nói, cây hài chờ đến khi cha hai bé lên sân khấu đón con rồi mới tiếp tục biểu diễn. Hành động này của anh nhận được sự động viên và đồng tình từ khán giả. Trả lời báo, một thành viên trong ban tổ chức cho biết, đêm diễn ở Quy Nhơn thu hút hơn 20.000 khán giả nhờ sức nóng của Trường Giang. Phần lớn khán giả đều ủng hộ và cổ vũ anh. Tuy nhiên, một vài khán giả quá khích đã có hành động không đẹp. Điều này khiến rất nhiều khán giả khác có mặt tại sân khấu bất bình. Đây cũng không phải lần đầu tiên Trường Giang gặp sự cố khi đi diễn hội chợ. Hồi tháng 7, 2017, anh bỏ về khi liên tiếp bị khán giả chọi chai nước lên sân khấu. Thời điểm đó, Trường Giang bị khán giả phản ứng mạnh mẽ vì cho rằng anh thiếu chuyên nghiệp. Thời gian qua, Trường Giang liên tiếp gặp scandal, cụ thể là chuyện tình yêu tay ba ngang trái. Nam diễn viên hài rất mệt mỏi, nhưng cũng đã sớm quay trở lại với công việc, đảm bảo những lịch trình đã ký kết sẵn. Tuy nhiên, một điều không thể phủ nhận rằng hình ảnh của Mùi Khó trong mắt khán giả đã bị ảnh hưởng đi rất nhiều.